Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Các ngành địa phương tích cực triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão số 4 Noru để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền. Phong Điền đã và đang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư từ chính mình và sự hỗ trợ tích cực của tỉnh để lên thị xã trước năm 2025. Xin kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, thứ ba ngày 27 tháng 9. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức được tổ chức trong sáng qua. Dự đại hội có Phó Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị trong Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các phái đoàn chư tôn đức tăng ni, tu sĩ các tỉnh thành trong nước cùng đồng bào Phật tử trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế trên nền tảng kế thừa vững chắc những kết quả của các nhiệm kỳ trước, luôn là một khối đoàn kết ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng dân tộc, tích cực đóng góp công sức phục vụ đạo pháp và dân tộc, góp phần vào công cuộc phát triển quê hương đất nước. Bên cạnh thực hiện tốt các công tác Phật sự trong bối cảnh đất nước và giáo hội có những sự kiện quan trọng cũng như vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, từ thiện xã hội cũng là hoạt động mũi nhọn của giáo hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự tỉnh, các huyện thị và các cơ sở giáo dục, văn hóa, y tế thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh đã vận động được số kinh phí gần 270 tỷ đồng. Ngoài ra, tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực hoạt động từ thiện xã hội nhằm góp phần cùng nhà nước trong việc chăm lo cuộc sống của nhân dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục, y tế, thể hiện tinh thần nhập thể hành đạo, sự báo đáp tự trọng ân của người con Phật, nuôi dưỡng và lan tỏa đức từ bi và hiểu tâm của con người. Với mục tiêu hướng đến một chiến lược phát triển bền vững, ngôi nhà chung của giáo hội, đại hội cũng đã làm sáng tỏ những vấn đề khó khăn thách thức mà Phật giáo phải đối mặt trên cả hai phương diện chủ quan và khách quan trong thời kỳ hội nhập, góp ý vào lộ trình hoạch định kế sách để ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới, trong đó tích cực phát huy vai trò truyền thống đoàn kết hòa hợp trong Phật giáo, là chỉ đạo và điều hành tổ chức trên tinh thần thống nhất ý chí và hành động theo phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển chung vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hòa thượng Thích Khế Chân được đại hội suy cử trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới. Tại đại hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng bằng tuyên dương công đức đối với 16 tập thể và 29 cá nhân. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được trao cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyển sang những tin tức về bão số 4. Thưa quý vị, bão số 4 Noru là cơn bão mạnh, được dự báo là siêu bão với những diễn biến phức tạp và có nhiều ảnh hưởng tới các địa phương miền Trung khi đổ bộ vào đất liền. Vì thế, đến thời điểm hiện tại, một trong những quan tâm lớn của người dân là đường đi, cường độ của bão Noru và những hình thái thời tiết sau bão. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, thì đến thời điểm này anh có thể cho biết cái đường đi và cường độ của bão Noru là như thế nào rồi ạ? Xin chào các khán giả của đài TRT. Thì vào sáng nay khoảng 7 giờ sáng thì bão Noru đã đi ra khỏi cái vùng đất liền của Philippines và đi vào biển Đông của Việt Nam. Đến buổi chiều nay vào khoảng 14 giờ thì cái vị trí tâm bão nó cách bờ biển phía đông của Đà Nẵng ở khoảng 875 km và sức gió hiện tại ở cái vùng tâm bão đang ở mức 150 đến 175 km/h, thì bão đạt ở cấp 15, giật cấp 16. Bão vẫn tiếp tục sẽ mạnh lên trong những cái giờ tới, đặc biệt là sẽ mạnh nhất vào cái thời điểm trưa ngày mai, ngày 27 tháng 9. Thì cái sức mạnh của cơn bão có thể đạt đến 185 km/h, là cái gió giật trong một phút. Còn cái gió đều của nó thì cũng sẽ khoảng từ 140 đến 160 km/h.
Thưa anh, thì vậy thì khi đổ bộ vào thì vùng biển và vùng đất liền của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chịu những cái ảnh hưởng như thế nào ạ? Có rất nhiều các cái yếu tố phải đề cập đến cái việc là ảnh hưởng của bão đối với cái vùng đất liền của Thừa Thiên Huế, bởi vì chúng ta là có một cái địa hình là vừa giáp biển vừa có địa hình núi sườn dốc, cho nên cái tác động của cái cơn bão này sẽ nhìn thấy là rất nhiều cái khả năng tác động lớn. Đặc biệt cái tâm bão thì được dự báo là nó sẽ đi vào cái vùng của khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, nhưng mà do có cái hướng hơi chệch của bão khi vào tiếp cận vào đất liền ấy, thì Thừa Thiên Huế cũng sẽ nằm ở cái vùng bị ảnh hưởng mạnh của cái tâm bão chứ không phải là cái vùng ngoài của bão, thì cái đường kính của bão nó lớn và vì vậy cho nên là đặc biệt sẽ ảnh hưởng tác động đến các cái vùng ven biển, vùng trung du của tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có các cái nhóm nguy cơ như sau. Nguy cơ thứ nhất đó là các cái nhà ở vùng thấp ở cái vùng ven biển và nhà cấp 4, nhà có lợp tạm hoặc là không lợp tạm, thì những cái nhà đấy nó sẽ không vững không bền với những cơn bão với sức mạnh như thế này. Cái thứ hai là hệ thống về phố cây xanh đô thị, nếu như không được cắt tỉa mà tốt và chằng chống thì nó cũng thể sẽ trở thành cái nguy cơ cao là bị gió bão quật ngã. Là các cái lồng bè nuôi cá ở cái vùng đá phá Tam Giang, Hồ Hai, vùng cửa sông như là sông Tư Hiền thì cũng đều là các cái nhóm mà có thể dễ bị ảnh hưởng bởi bão. Thì cái kinh nghiệm ấy là chúng ta hạ thấp các cái lồng bè nuôi cá xuống đáy thay vì vặt lên, việc là để cho nó ở trên mặt, là chúng ta tháo phao và neo chìm xuống thì cái lồng bè có thể là nguy cơ bị phá vỡ bởi bão nó ít đi. Và cái hệ thống về hạ tầng, đặc biệt là đê kè biển, hệ thống đê biển sẽ bị nguy cơ cao với cơn bão này, bởi vì bão nó vào đúng cái thời điểm mà có chiều cường. Thời gian vàng có thể chuẩn bị đó là trước 3 giờ ngày 27, 3 giờ chiều ngày 27 tháng 9. Vậy thì theo dự báo của anh thì liệu cơn bão này có gây ra một cái hoang lưu gây mưa lớn và ngập lụt sau khi bão đi qua không ạ? Cơn bão này thì sẽ gây một cái lượng mưa rất lớn, là khoảng 250 đến 300 mm trong cái đợt mưa do hoàn lưu bão. Tuy nhiên thì tổng cái lượng mưa là nó mặc dù nó không cao nhưng nó lại mưa cấp tập trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vì vậy cho nên sẽ có các hiện tượng về ngập lụt cục bộ. Và nó có một cái nguy cơ là khi mà mưa tổng lực trong một khoảng thời gian ngắn thì với các cái hồ chứa mà đang xây dựng dở dang hoặc còn tạm bợ, nó giống như là có những cái đê tạm ở các cái hồ chứa nhỏ thì nó sẽ bị bung phá và lúc đó thì nó sẽ dồn nước và có nguy cơ ra những cái sạt lở ngập lụt cục bộ. Tuy nhiên nó sẽ không có cái việc là lụt kéo dài ở cái cơn bão này. Xin cảm ơn những cái thông tin rất cần thiết mà tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy vừa chia sẻ. Để chủ động ứng phó với bão số 4, lãnh đạo các địa phương đã có các hoạt động kiểm tra tại cơ sở. Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Phong Điền Võ Văn Phui đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão Noru trên địa bàn, cùng đi có lãnh đạo văn phòng huyện ủy, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền. Kiểm tra dự án nâng cấp sửa chữa tuyến Hỏi Hà Hỏi Này tại xã Phong Bình và Phong Chương, Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Phong Điền yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền và các đơn vị thi công tập trung gia cố các đoạn kè đang thi công chưa hoàn thiện, tổ chức di dời các phương tiện máy móc thi công lên cao để tránh những thiệt hại. Đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương xã Phong Chương tạo điều kiện để hỗ trợ cho các công nhân đang thi công nơi đây được tránh trụ bão an toàn, đảm bảo tính mạng về con người. Tổ chức dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, tập trung gia cố giăng chống nhà cửa và di dời người dân đến nơi an toàn để đối phó với bão Noru. Kiểm tra công tác phòng chống cơn bão Noru tại xã Phong Hải, Bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Phong Điền Võ Văn Vui ghi nhận và đánh giá cao công tác chủ động triển khai phòng chống cơn bão Noru của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng với lực lượng quân sự, công an đã chủ động giúp bà con ngư dân di chuyển ghe thuyền vào bờ an toàn. Ông Võ Văn Vui yêu cầu xã Phong Hải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tránh tư tưởng lơ là chủ quan của người dân vì đây là cơn bão rất mạnh.
chính quyền địa phương phải tập trung huy động các lực lượng giúp người dân gia cố, dăng chống nhà cửa, lên phương án cụ thể để ứng phó, tổ chức sơ tán di dời những hộ dân ở vùng xung yếu dễ sạt lở, những hộ dân sống trong các ngôi nhà tạm bợ không kiên cố đến các trường học và nhà kiên cố. Chủ động dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết, cùng với đó bố trí các lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có các tình huống với phương châm 4 tại chỗ. Hôm qua, Thường trực Huyện ủy Nam Đông cũng đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác phòng chống bão Noru tại các địa phương trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra tại các xã Thường Quảng, Thường Long, Hương Hữu và Thường Nhật, Thường trực Huyện ủy Nam Đông yêu cầu các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có phương án ứng phó kịp thời, không được chủ quan lơ là trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Khẩn trương liên lạc kêu gọi những người đang đi làm trong rừng ở các vùng sản xuất về nhà hoặc tìm nơi tránh trú an toàn. Chủ động thực hiện sơ tán các hộ dân ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, nhà ở không đảm bảo, chú ý các vùng trọng điểm như khu vực dân cư dọc suối Aka, thôn 3 và đoạn ngã ba Thường Long, khu dân cư thôn Lập, xã Thường Nhật. Bí thư Huyện ủy Trần Thị Hoài Trâm đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến mưa bão để người dân biết và chủ động phòng tránh, bảo vệ tài sản của mình. Đặc biệt vận động người dân tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt chim cá dọc các sông suối khi đang mưa bão. Thường xuyên kiểm tra công tác tích nước của hồ thủy điện Thường Nhật để kịp thời chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trước sự diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Quảng Điền đã triển khai các biện pháp đối phó với bão lũ. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống bão lụt tìm kiếm cứu nạn huyện đã quán triệt một số nhiệm vụ cấp bách như yêu cầu các ngành địa phương cần gấp rút triển khai các nhiệm vụ chủ yếu, tập trung thực hiện phương châm 4 tại chỗ, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến cơn bão để người dân hiểu và chủ động phòng chống. Vận động người dân chủ động dăng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây để tránh thiệt hại do bão gây ra. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện có phương án cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 27 tháng 9. Các xã thị trấn nghiêm túc đóng cửa các giờ trước 18 giờ ngày 27 tháng 9. Sau 20 giờ ngày 27 tháng 9, tuyệt đối không cho người dân ra đường khi không cần thiết. Thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 4 này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và của nhà nước. Đấy thì cần phải tập trung thực hiện các cái phương án giải pháp trọng tâm. Đó là thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ. Và trong đó cần lưu ý đó là thực hiện tốt cái công tác di dời sơ tán dân đến các cái địa điểm an toàn. Thứ hai là tuyên truyền người dân là thực hiện tốt cái biện pháp là dăng chống nhà cửa, nhất là đối với các cái nhà cấp 4, nhà xuống cấp. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các loa đài, rồi các cái loa cầm tay, rồi các cái nhóm trên mạng internet, rồi tuyên truyền miệng. Đến thời điểm này, huyện Quảng Điền đã lập danh sách số hộ dân nằm ở vùng nguy hiểm với 1.077 hộ với 2.792 nhân khẩu, tiến hành neo đậu đưa toàn bộ tàu thuyền đến nơi trú ẩn an toàn với 869 chiếc. Huyện đã dự trữ 60 tấn gạo, 10.000 gói mì ăn liền, 16.600 bao tải và nhiều vật dụng phòng chống thiên tai khác. Bên cạnh đó, huyện Quảng Điền cũng đặc biệt chú trọng vận động bà con nhân dân chủ động dăng chống nhà cửa, chặt đốn những cây cổ thụ xung quanh nhà ở. Vấn đề này đã được người dân thực hiện khá nghiêm túc. Tại xã Quảng Lợi đã tiến hành vận động bà con nhân dân dăng chống nhà cửa, tiến hành neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn. Thì xác định cơn bão số 4 là một cơn bão mạnh nguy hiểm. Với địa bàn sạt lở thì có 4 thôn ven phá Tam Giang với số lượng đò máy bà con tham gia đánh bắt nuôi trồng thủy sản nhiều, nên ủy ban xã đã triển khai các lực lượng về ở các thôn ra soát các cái đối tượng là tham gia đánh bắt thủy sản trên phá Tam Giang, các hộ bảo trợ xã hội, các hộ bị bệnh hiểm nghèo, các bà mẹ mang thai ở các khu vực trọng yếu đó để có kế hoạch di chuyển sơ tán kịp thời. Hiện nay, huyện Quảng Điền đang chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các xã thị trấn tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai phòng chống cơn bão số 4 có hiệu quả, nghiêm cấm các loại tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản đi lại theo yêu cầu của cấp trên. Nằm trong khu vực được cảnh báo có mức độ rủi ro lớn do bão Noru có thể gây ra, công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn cho người và tài sản đã được chính quyền và nhân dân huyện Phú Lộc tích cực triển khai.
Phản ánh của phóng viên thời sự trong sáng nay. Là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng từ các cơn bão khi đổ bộ vào địa bàn huyện Phú Lộc. Khi có thông tin bão Noru sẽ đổ bộ vào trong 2 ngày tới, chính quyền thị trấn Phú Lộc đã cùng cả lực lượng xung phong hỗ trợ người dân chăn chống nhà cửa, sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm ven phá, thấp trũng, nhà yếu đến nơi an toàn, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão để sẵn sàng xử lý các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại người và tài sản do cơn bão gây ra. Sáng nay lực lượng bọn em được huy động để chằng chống nhà để phòng chống lụt bão cho dân, thì em mong là bọn em sẽ giúp ích được cho dân qua mùa bão này. Hiện nay thì chúng tôi đang nằm lại và đang triển khai thực hiện. Vấn đề thứ nhất là di dời một số hộ dân có nguy cơ bị sạt lở và ngập lụt. Hiện nay chúng tôi đã di dời 85 hộ và 226 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện nay đang tiếp tục phối hợp với đại đội cơ động đang triển khai chăn chống một số nhà bà con và các cơ sở trường học, trạm y tế. Chúng tôi hoàn tất về việc sơ tán bà con nhân dân và chăn chống nhà cửa cho bà con. Và trong khoảng thời gian này là chúng tôi tiếp tục về với các địa phương, các tổ dân phố và tăng cường công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân để nâng cao ý thức trong công tác phòng chống bão lụt. Ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, các hộ dân cũng đã tích cực chủ động các phương án để bảo vệ tài sản và tính mạng của mình như gia cố nhà cửa, di chuyển các tài sản lớn đến nơi an toàn, chuẩn bị thức ăn khô, nước uống, thuốc men dự phòng khi cần thiết. Đồng thời theo dõi thông tin liên lạc để kịp thời ứng phó bão khi vào đất liền. Khi đã biết thông tin bão, gia đình tôi chuẩn bị gạo và thông mì tôm để dự trữ sợ bão vô rồi đi ra ngoài cũng được. Tôi khi nhận được thì tôi phải tranh thủ làm liền, phòng chống liền, là đổ cát lên chằng mái tôn mái lợp pro xi măng để cho huy động anh em cùng trong xóm nữa cùng giúp đỡ và giúp đỡ qua giúp đỡ về. Cho nên là hiện tại bây giờ gia đình tôi thì trong công tác phòng chống thì là tạm ổn, cho nên là bây giờ là phải đi ra cùng với bà con để phòng chống. Với sự chuẩn bị chú đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương với phương châm 4 tại chỗ, cùng sự chủ động phòng chống mưa bão của người dân trong mỗi gia đình cũng đóng vai trò quan trọng giúp công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện sẽ phát huy được hiệu quả nhằm hạn chế thiệt hại để mức thấp nhất khi cơn bão Noru xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa bão là nhiệm vụ được tỉnh chú trọng thực hiện. Ngoài phù hợp với các đơn vị địa phương để kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các hồ chứa vận hành an toàn, ngành thủy lợi cũng đã triển khai xử lý các khu vực sung yếu để đề phòng ảnh hưởng của bão Noru. Hồ thủy lợi Nam Giang nằm trên địa bàn huyện Quảng Điền là một trong số 24 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, có dung tích được thiết kế 600.000 mét khối. Tuy nhiên, do được đầu tư từ lâu nên hiện nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, nhất là khu vực hạ lưu thân đập đã bị sạt lở nghiêm trọng. Phần phía sau đập tràn bị lún sụt dẫn đến nguy cơ vỡ đập là rất cao nếu tình hình mưa lớn kéo dài. Để chủ động ứng phó với cơn bão Noru, những ngày này đơn vị đã huy động thiết bị công nhân xử lý khẩn cấp các vị trí xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân ở vùng hạ lưu thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. Trạm đã tổ chức lực lượng tại chỗ để thực hiện xúc đất, xúc vật tư tại kho để phòng chống lụt bão và lực lượng nhân công là tại chỗ. Mặc dù ngày hôm qua chủ nhật trời mưa gió nhưng mà điều động anh em trong trạm tập trung làm. Thời gian làm thì đến nay cũng đạt 40%, khả năng là phấn đấu là hoàn thành là cái giờ trước khi cái giờ cơn bão số 4 sẽ đổ bộ đến. Thực hiện cái công điện của ban nhân tỉnh và ban chỉ huy phòng chống thiên tai về ứng phó với cái bão số 4 sắp đến, thì ngày hôm qua là công ty cũng đã huy động một lực lượng để khắc phục tạm thời một số cái điểm sạt lở trên cái hồ Nam Giang bằng cái giải pháp là bó tải rồi bãi lọc để xử lý tạm thời, ứng phó kịp thời trước khi mưa đến. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã có cái phương án để bước hai là xử lý cái điểm sụt lở sau cái tràn xả lũ của hồ. Đây là một cái điểm hết sức là nguy hiểm, có thể khi mưa bão bất thường thì lưu lượng lớn có thể gây sỏi lở, vỡ đập. Vì vậy chúng tôi hết sức là quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 55 hồ chứa nước thủy lợi thủy điện, riêng công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế quản lý 24 hồ chứa nước.
hiện nay mực nước các hồ chứa đều chưa qua tràn, ngoại trừ hồ Thủy Yên. Trước mùa mưa bão năm nay, đặc biệt là cơn bão số 4, cùng với việc tiến hành tổng rà soát, kiểm tra, đánh giá lại mặt kỹ thuật, các hệ thống van, cửa tràn để kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố, tiến hành duy tu bảo trì và sửa chữa để đảm bảo an toàn vận hành trong mùa mưa bão. Công ty còn xây dựng phương án phòng chống bão lụt cũng như chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị dự phòng, gắn liền với việc đảm bảo thông tin, giữ liên lạc thường xuyên với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương. Hiện nay chúng tôi đang tập trung lực lượng của toàn công ty để cho đi gia cố các cái trạm, các cái nhà máy ven biển, ven phá, nơi mà dự báo là gió lớn sẽ xảy ra, tập trung để cho tháo gỡ các cái vật nổi và đặc biệt là mở các cái cửa cống vùng ven phá, ven biển, các cửa sông, huy động toàn bộ 100% lực lượng để ứng trực tại các công trình trọng điểm và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có mưa bão đến. Trong tình huống bão Noru còn nhiều diễn biến phức tạp, hiện công ty đang có phương án tích nước muộn nhằm đảm bảo an toàn cho hồ đập và cả công trình thủy lợi đầu mối. Đến nay, tỷ lệ các hồ chứa tích nước chiếm khoảng 60-70% tổng dung tích hồ chứa. Đối với các hồ không có thiết kế cửa tràn đã được tích đủ dung tích theo thiết kế. Cùng với chính quyền địa phương các cấp, với sự chủ động trong việc triển khai phương án đối phó với thiên tai của công ty sẽ góp phần đảm bảo sự an toàn cho các công trình hồ chứa nước và hạn chế thấp nhất về thiệt hại và tài sản cho vùng hạ du trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phong Điền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để thực hiện các tiêu chí theo yêu cầu phấn đấu lên thị xã trước năm 2025, huyện Phong Điền đã và đang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư từ chính mình và sự hỗ trợ tích cực của tỉnh nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. Xây dựng Phong Điền trở thành thị xã là mục tiêu xuyên suốt của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, phát huy nội lực là giải pháp quan trọng hàng đầu mà huyện Phong Điền đặt ra. Việc phát huy nội lực kết hợp với huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư đang được Phong Điền thực hiện, tiến đến xây dựng huyện đạt các tiêu chí đô thị loại 4, hoàn thành mục tiêu xây dựng Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025. Tại xã Phong Hòa, làng nghề mộc mỹ nghề Mỹ Xuyên đã huy động sự đóng góp cả cơ sở sản xuất của làng cùng nguồn lực của các mạnh thường quân, người con của làng quê đang làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng nhà truyền thống làng nghề điêu khắc mộc mỹ nghề Mỹ Xuyên. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 4 tỷ đồng, nhân dân trong làng đóng góp 2 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo kiến trúc nhà rường gỗ dân gian với một gian hai trái, được kết hợp thiết kế hài hòa với cảnh quan sân vườn thông thoáng, xanh sạch đẹp, tạo diện mạo mới khang trang, góp phần nâng cao tiêu chí đô thị hóa cho huyện. Về các cái khoản mà đầu tư mà đường rồi các loại là cơ sở hạ tầng rồi giống vừa rồi đấy là các cấp lãnh đạo có cho xây dựng được một cái nhà trưng bày hàng hóa điêu khắc mộc mỹ nghệ của Mỹ Xuyên. Rất là bà con trong làng nghề Mỹ Xuyên là rất phấn khởi và rất là mừng cái là có một cái bộ mặt cho quê hương, rồi là trong lúc là anh em mạnh thường quân cũng như là anh em bạn là thờ thầy, con em thờ thầy đi làm ăn phương xa cũng đóng góp để làm được một cái nhà là trí ân tổ tiên của làng nghề điêu khắc mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên. Hiện nay huyện đang tập trung triển khai các dự án về hạ tầng giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị, công trình văn hóa khu trung tâm huyện, các xã nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Trong đó, nguồn lực huy động trong nhân dân đóng góp một phần quan trọng trong nâng cao các tiêu chí về cơ sở hạ tầng như hệ thống đường giao thông nông thôn, đưa tỷ lệ đường xóm, ngõ xóm được chiếu sáng đạt trên 85%. Trên 30% tuyến đường được công nhận tuyến phố văn minh đô thị vào cuối năm 2022. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được thực hiện tốt. Trên cơ sở rà soát đánh giá hiện trạng theo các tiêu chuẩn của đô thị loại 4 được quy định tại nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đối với Phong Điền còn thiếu tiêu chí tỷ lệ đô thị hóa, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị. Huyện Phong Điền đã và đang huy động nguồn lực để thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra. Hiện nay, huyện Phong Điền đang xây dựng các cái chương trình để triển khai thực hiện. Trong đó, đối với năm 2022 thì tập trung vào cái vấn đề chỉnh trang đô thị, nhất là các cái đô thị của các cái xã mà dự kiến lên thành phường và cái đô thị loại trung tâm của huyện Phong Điền, tức là ở thị trấn Phong Điền. Và
Thứ hai là rà soát các cái tiêu chí mà hiện nay là huyện đang còn thiếu, nó liên quan tới vấn đề tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, rồi liên quan tới các cái thiết chế văn hóa về thể dục thể thao. Thời gian để Phong Điền trở thành thị xã không còn nhiều, trong khi đó vẫn còn nhiều tiêu chí mà huyện chưa thể đạt được. Cùng với nguồn nội lực của huyện, tại các buổi làm việc với địa phương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan hỗ trợ huyện để thực hiện các tiêu chí theo quy định, hoàn thành mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2025. Phong Điền là nằm trong cái tiến trình phấn đấu của cả tỉnh để trở thành trực thuộc trung ương. Thì còn rất nhiều các cái vấn đề để mà đạt được cái chuẩn đô thị loại 4 này. Hiện nay thì cũng còn một số các cái tiêu chí mà chúng ta phải nhanh chóng hoàn thiện để phấn đấu đạt được điểm theo yêu cầu trong cái thời gian trước mắt. Và kế hoạch thì trong 2023 là chúng ta cũng đã phải hoàn chỉnh cái hồ sơ đối với cái đô thị loại 4 này. Thì hy vọng với những cái nỗ lực của tỉnh, của huyện thì chúng ta cũng sẽ hoàn chỉnh được cái mục tiêu là đưa Phong Điền trở thành đô thị loại 4. Như vậy, với việc phát huy nỗ lực, sự hưởng ứng tích cực của chính quyền địa phương và sự tham gia vào cuộc tích cực của người dân, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, Phong Điền tập trung triển khai cả công trình hạ tầng kỹ thuật theo chương trình phát triển đô thị được phê duyệt, hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 4 trước năm 2023, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Tại Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 nên trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động ở mức từ 26 đến 28 độ, độ ẩm từ 94 đến 96%. Thời tiết biển có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9. Vùng biển ngoài khơi có gió bão mạnh cấp 8 cấp 9, sau tăng lên cấp 10 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 14, giật cấp 16. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 m. Từ chiều tối tăng lên từ 3 đến 5 m. Vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 m. Đề phòng khả năng nước biển dâng từ 1 đến 1,5 m.